Ta-da, Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Toán và Chuyện, và mình là Cô Ca. Hôm nay mình và các bạn khám phá tập mới nhất của Chú Hụt Hội Chiến nha các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đây chính là Chú Hụt Hội Chiến bản Lý Mịt Vol 7 nha các bạn. Đó, đây là Chú Hụt Hội Chiến bản Lý Mịt Vol 7. Phía sau các bạn là các Chú Hụt Hội Chiến các Vol 1, 2, 4, 5, 6 nha các bạn. Rồi mình mời các bạn chiêm ngưỡng trước khi mình đi qua review chi tiết hơn về tập này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 7 bản Lý Mịt nha các bạn. Mình sẽ tiến hành của siêu. Thì siêu của tập 7 này cũng như các tập trước vậy các bạn, ha, nó cũng đóng cái trắng. Đây phía sau màn hình các bạn đó chính là các Chú Hụt Hội Chiến Vol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha các bạn. Đó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình đã có video review chi tiết từng tập nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành của siêu. Đó, siêu vẫn đóng chắc chắn như ngày nào ha. Cái bộ này được Kim Đồng rất là ưu ái ha, đầu tư nên siêu đóng cũng khá chắc chắn nhiều tập khác ha. Có nhiều bộ truyện Kim Đồng đóng rất là tệ ha các bạn. Rồi giá vẫn là 65.000 nha các bạn, giống như cái tập trước không có gì thay đổi. Mình sẽ có một cái bìa áo bên ngoài đây, một bìa áo ha, bìa wrap đấy các bạn, bìa bọc bánh mì đây. Đây một bìa bọc bánh mì ha. Mình có cảm giác bìa bọc bánh mì lần này nó mỏng hơn cái lần trước á. Cái này chắc là do cảm giác quá các bạn. Các bạn nào mà có cảm giác như mình thì hoặc là có gì ý kiến gì comment phía dưới nha các bạn. Đây là bìa áo của mình ha, bìa metalize đó, rất là đẹp các bạn, không ai không ánh nha, rất là xịn sò luôn. Đây đây là mặt trước của mình nha các bạn. Đó, đây là phần gái và đây là mặt sau của mình. Đó, tuổi là 17 cộng. Rồi, đây là phần chính của mình. À, nó một màu, một cam ha, một cam đó các bạn. Đó, một cam Chú Hụt Hội Chiến. Bên trong mình sẽ có một chăn nến như cái tập trước. Rồi, bên trong mình sẽ có thêm một số chăn màu nữa. Toàn bộ tập truyện được in trên giấy C cao cấp nha các bạn. Đây, để mình kiếm chăn màu cho các bạn xem. Đây, đây một chăn màu đâu nha các bạn. Ở bên trên đầu môi. Đây chính là một cái bìa giới hạn trong một cái festival mà Kim Đồng đã từng tổ chức nha các bạn. Mình sẽ còn thêm trang màu đây. Em à, mình có thêm một trang màu nè các bạn. Đó, đây chính là trang màu mà để làm cái cạp bên ngoài cho các bạn. Rồi, ngoài ra hình như không còn trang màu nào khác nha các bạn. Đó, chuyện cũng không phải là dày đâu các bạn. Đọc rất là nhanh nha các bạn. Đây là phần của tập 8 nha các bạn. Đó, tập 8 nha. Dưới số 8 có chữ Limit Edition đây. Đây, đây là bìa của tập 8 bản Lý Mịt cho các bạn. Thì cái cuốn này vẫn in như cũ, 10.000 cuốn, khổ 11.3 và 17.6. Thì nội dung của tập này nói về chú linh đặc cấp Hanami và đồng bọn đã rút lui khỏi trường chuyên chú Hụt, nhưng cái con tay của Sukuna và chú vật đặc cấp chú hai Củ Tương Đồ đã bị đánh cắp. Củ Tương Đồ có được hực khởi và trở thành mối nguy quế, song nhóm Itadori lại chẳng hay biết gì về hiểm họa đó, vẫn lên đường làm nhiệm vụ tiêu diệt chú linh xuất hiện ở cánh cửa. Rồi mời các bạn hãy tìm đọc, nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ chúng mình, và nhớ một điều, nhớ comment một con số yêu thích phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt 1.000 view, mình sẽ dành cho các bạn là một bản Lý Mịt Vol 19 của tiếng Nhật nha các bạn. Bản Lý Mịt Vol 19 tiếng Nhật. Nếu mà video này sau một tuần đạt 1.000 view, mình sẽ chọn một con số may mắn của một bạn nào đó ha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.